Rocket 1 giờ có tác dụng trong bao lâu và giá bao nhiêu? Hiện nay, rất nhiều nam giới quan tâm hỏi Rocket 1 giờ có công dụng sinh lý kéo dài trong bao lâu và giá bao nhiêu? Thực sự thì Rocket 1 giờ có tốt như quảng cáo không hay chỉ là lời đồn? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu qua video clip này nhé. Thông qua nhiều chương trình quảng cáo rầm rộ trên TV hay Internet thì chúng ta được biết sản phẩm Rocket 1 giờ là sản phẩm giúp tăng cường sinh lực cho phái mạnh, tức là kéo dài thời gian quan hệ tình dục, giúp cuộc sống phòng the của quý ông thuận lợi hơn. Tuy nhiên, hiện nay nhiều thông tin về sản phẩm này vẫn còn mơ hồ. Nhiều người chưa nắm được thông tin một cách chính xác như Rocket 1 giờ giá bao nhiêu, Rocket 1 giờ có tác dụng trong bao lâu, bán ở đâu, sử dụng như thế nào, có thật sự hiệu quả như nhà sản xuất quảng cáo hay không. Nhiều quý ông xưa nay vẫn hay lầm tưởng sản phẩm Rocket 1 giờ là thuốc chữa bệnh yếu sinh lý, điều trị chứng xuất tinh sớm. Nhưng thực chất đây lại là thực phẩm chức năng của công ty cổ phần Sao Thái Dương. Để giải đáp thắc mắc mà nhiều quý ông còn vướng thì hôm nay video clip này xin mời các bạn xem, nghe để có được thông tin chính xác cho thực phẩm chức năng này nhé. Rocket 1 giờ có tác dụng gì? Rocket 1 giờ là thực phẩm chức năng dành riêng cho nam giới. Qua thông tin giới thiệu của công ty cổ phần Sao Thái Dương thì Rocket 1 giờ có những tác dụng chính sau đây. Bổ sung testosterone tự nhiên, giúp bổ thận, tráng dương, tăng cường khả năng sinh lý cho phái mạnh. Tăng khả năng cương cứng của dương vật, từ đó phòng chống chứng xuất tinh sớm và giúp kéo dài thời gian cho cuộc yêu thêm thăng hoa. Kích thích ham muốn tình dục cho các quý ông. Hỗ trợ điều trị rối loạn cương dương, liệt dương. Hỗ trợ giảm quá trình mãn dục ở nam giới. Cải thiện các chứng người hay mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối. Rocket 1 giờ có tác dụng trong bao lâu? Theo kết quả nghiên cứu lâm sàng mà nhà sản xuất đưa ra cho thấy, tùy thuộc vào cơ địa của mỗi người dùng Rocket 1 giờ có tác dụng trong bao lâu. Trung bình sản phẩm có thời gian tác dụng trong 2 đến 4 giờ sau khi uống. Sau khi dùng sản phẩm này, nam giới sẽ cảm thấy cải thiện thời gian quan hệ tình dục, khả năng cương cứng và tăng thêm khả năng ham muốn. Nhưng cũng tùy thuộc vào thể trạng của mỗi người mà khả năng quan hệ có thể khác nhau. Rocket 1 giờ có thể kéo dài cuộc yêu lên đến 1 tiếng. Nhưng nhà sản xuất có khuyến cáo, các đấng mày râu chỉ nên dùng Rocket 1 giờ nhằm tăng khả năng yêu đương tối đa là 15 đến 30 phút, mà không nên phung phí sức khỏe hoạt động cho một lần. Ngoài ra, Rocket 1 giờ cũng được cho là có thể tăng ham muốn lên đến 24 giờ. Tuy nhiên, Rocket 1 giờ chỉ mang lại hiệu quả tạm thời, chỉ dùng khi có nhu cầu muốn hành sự. Rocket 1 giờ giá bao nhiêu và có thể mua ở đâu? Sản phẩm Rocket 1 giờ mỗi nơi có một giá khác nhau. Như trung bình rơi vào tầm 300.000 đồng một hộp, bao gồm 6 viên. Có thể thấy giá bán này khá cao so với mức thu nhập bình quân của người dân hiện nay. Nhiều quý ông vẫn còn kiêng dè, do dự không biết thuốc có thực sự hiệu quả hay không. Rocket 1 giờ có tác dụng trong bao lâu nên muốn mua vài viên về dùng thử, xem có thật sự hiệu quả như lời quảng cáo hay không, để tránh tiền mất tật mang. Trước nhu cầu của nhiều khách hàng, ngoài hộp 6 viên thì nhà sản xuất cũng đã tung ra thị trường hộp Rocket 1 giờ chỉ có một viên duy nhất. Tuy nhiên, giá một viên thường sẽ đắt hơn một chút do bạn phải trả thêm chi phí bao bì và in ấn. Hiện nay,
Một số nhà thuốc đã sẵn sàng mở hộp và bán lẻ loại thực phẩm chức năng này. Thực phẩm chức năng rút kém 1 giờ đã được phân bố rộng rãi trên toàn quốc. Bạn có thể tìm mua sản phẩm này một cách dễ dàng tại các nhà thuốc địa phương. Ngoài ra, các nhà thuốc đã đưa sản phẩm này lên trang bán hàng trực tuyến giúp cho khách hàng có thể dễ dàng tìm hiểu, đặt hàng và được giao hàng tận nơi, không phải tốn công ra ngoài tìm kiếm. Các bạn xem video này cũng có thể đặt mua link trực tiếp sản phẩm này ngay tại nhà sản xuất, bảo đảm và chính hãng. Các bạn có thể xem link ở phần mô tả hoặc link ngay dưới video này. Hướng dẫn cách sử dụng Rocket 1 giờ. Đối tượng sử dụng: dùng cho nam giới, độ tuổi từ 38 trở lên, đặc biệt dùng cho những người bị rối loạn cương dương, không cương cứng trong quan hệ. Số lượng và liều dùng. Theo nhà sản xuất, thì để đạt được hiệu quả sử dụng cao nhất, thì quý ông nên dùng thuốc trước lúc lâm trận, từ 2 đến 3 tiếng đồng hồ. Nhà sản xuất khuyến cáo không nên sử dụng rượu bia kèm với sản phẩm để có công dụng tốt nhất. Những đối tượng bị bệnh tim mạch, huyết áp và tiểu đường thì nên thận trọng trong việc sử dụng sản phẩm này. Về khả năng tương tác, Rocket 1 giờ có thể gây thay đổi chức năng hoạt động của một số loại thuốc khác mà bạn đang sử dụng, hoặc liên kết với thuốc gây tác dụng phụ không mong muốn. Do vậy, để tránh tình trạng tương tác của thuốc, bạn nên liệt kê tất cả những loại thuốc bạn đang dùng, bao gồm cả vitamin cho bác sĩ hoặc dược sĩ xem trước khi quyết định dùng thuốc. Để an toàn, không nên tự ý tăng liều lượng với mong muốn kéo dài cuộc mây mưa. Rocket 1 giờ có tốt như quảng cáo không? Rất nhiều khách hàng sau khi sử dụng Rocket 1 giờ cho biết họ bị đau đầu, chóng mặt, mặt đỏ phừng phừng. Sản phẩm phải uống lâu thì mới có tác dụng, và sau khi quan hệ rồi thì một thời gian rất dài sau, dương vật mới trở lại trạng thái ban đầu. Điều này thường gây bất tiện và khó chịu trong cuộc sống hàng ngày. Sản phẩm chỉ dùng khi có nhu cầu quan hệ, nên không có tác dụng chữa được tận gốc các bệnh yếu sinh lý. Ngoài ra, còn một số thông tin thêm về thực phẩm chức năng Rocket 1 giờ. Quý ông nào quan tâm có thể xem qua nhé. Rocket 1 giờ được giới thiệu là bổ sung nội tiết tố cho nam giới, giúp cương cứng dương vật trước khi quan hệ, tăng cường sinh lý cho phái mạnh, kéo dài cuộc mây mưa. Ngoài ra, Rocket 1 giờ còn có thể bổ sung testosterone một cách tự nhiên, giúp bổ thận, cải thiện chức năng sinh lý cho nam giới. Thành phần: theo nhà sản xuất công ty cổ phần Sao Thái Dương, thì Rocket 1 giờ bao gồm các thành phần dưới đây: 250g chiết xuất táo đỏ. Táo đỏ có hàm lượng chất dinh dưỡng cao, được các chuyên gia cho rằng có khả năng tăng sinh lý cho đấng mày râu nhờ lượng chất NO khá cao. 186,9mg chiết xuất bạch tạc lê. Trong bạch tạc lê có chứa protodioxin, có tác dụng tăng cường sinh lý, tăng sự cương cứng, tăng tần suất số lần yêu. 21mg chiết xuất bá bệnh, có khả năng cải thiện hormone sinh dục nam, cải thiện chất lượng và số lượng tinh trùng của nam giới, làm tăng ham muốn và khả năng giường chiếu. Cách bảo quản Rocket 1 giờ. Rocket 1 giờ nên được bảo quản ở nhiệt độ phòng, tránh tình trạng ẩm ướt và tránh ánh sáng trực tiếp. Không bảo quản sản phẩm trong phòng tắm hay ngăn đá tủ lạnh. Giữ sản phẩm tránh xa tầm tay của trẻ em và thú nuôi trong nhà. Mỗi loại sản phẩm thường có cách bảo quản khác nhau, nên người tiêu dùng nên đọc kỹ hướng dẫn bảo quản trên bao bì hoặc hỏi ý kiến dược sĩ để có sự bảo quản tốt nhất. Rocket 1 giờ dùng cho lứa tuổi nào? Độ tuổi phù hợp để sử dụng Rocket 1 giờ
là trên 38 tuổi, đặc biệt dùng cho những người bị rối loạn cương dương, xuất tinh sớm, tinh trùng yếu, không cương cứng trong quá trình quan hệ. Nhìn chung, theo nhận xét của người dùng Rocket 1 giờ, có hiệu quả nhất định trong việc kéo dài thời gian quan hệ. Tuy nhiên, về mặt tác dụng phụ cũng không ít, nên bạn cần cân nhắc về mặt tích cực và tiêu cực khi sử dụng sản phẩm này.